ngày 15 tháng 10 năm 2021, tiểu ban điều trị của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông báo trên hệ thống thông tin thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 về 88 ca COVID-19 tử vong, nâng tổng số bệnh nhân COVID-19 tử vong tại Việt Nam kể từ đầu dịch lên 21.131 ca. 88 ca tử vong được ghi nhận tại 13 tỉnh thành phố gồm: tại thành phố Hồ Chí Minh 58 ca, tại Bình Dương 11 ca, tại Tiền Giang 3 ca, tại Long An 3 ca, tại Tây Ninh 3 ca, tại An Giang 2 ca, tại Cần Thơ 2 ca, tại Bình Thuận 1 ca, tại Đắk Nông 1 ca, tại Đồng Nai 1 ca, tại Gia Lai 1 ca, tại Kiên Giang 1 ca, tại Sóc Trăng 1 ca. Trung bình số ca tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 98 ca một ngày. Như vậy, tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 21.131 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% tổng số ca nhiễm. So với thế giới, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 34 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 134 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. So với châu Á, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 10 trên 49 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 35 trên 49 quốc gia và vùng lãnh thổ. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 trong các bản tin sau.